xin chào mọi người nha và hôm nay chính là một bản tin rất đặc biệt em đạt muốn gửi đến mọi người ha chính là cái tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12 ha chúng ta đã kết thúc tháng 11 một phải nói là rất là khó khăn khi mà đi trường test một nghìn hai trăm và em đạt vẫn cho anh em chị em trong room khách hàng chúng ta tiếp tục mua gom một nghìn hai trăm đặc biệt là rất là mạnh những cổ phiếu ngân hàng tâm điểm chính là CTG ha khi CTG mình thấy là những cái thông tin rất là tốt về lợi nhuận nè về chính lập dự phòng cũng như là cái nợ xấu rất là thấp rất an toàn cho chị đầu tư kể cả những khách hàng lớn và nhỏ và tâm điểm chính là CTG nó dẫn sóng ngân hàng đi lên luôn và hồi chữ V nha như không về vùng ba hai ba chính là cái vùng gom rất hấp dẫn của CTG chúng ta đã mua vùng hai chín trước đó rất là nhiều ha trong những tháng giữa năm và ngoài đây thì những cổ phiếu ngân hàng khác như Sacombank, Techcombank hay VIB một trong cổ phiếu rất tốt nha tất nhiên sẽ có VIB thì tiền nó đang xíu rồi nhưng mà hoàn toàn thay trở lại trong giai đoạn tiếp theo tháng 12 ha và cơ hội rất lớn cho nhà đầu tư có thể là canh gom những cổ phiếu này có thể chúng ta sẽ đón một con sóng rất là mạnh trong uh, từ giờ tới cuối năm và thậm chí là đây chính là cái nhịp chạy đà rất là tốt cho nguyên cái năm 2015 ha và tập trung trong đạt đầu tiên nhóm hàng tiếp theo là chúng ta sẽ tập trung những nhóm uh, như là uh, đất xanh là đại diện nhóm bất sản hay là cổ phiếu HCMO đại diện nhóm chứng khoán đó thì những cái nhóm khác chúng ta ưu tiên top 2, top ba thôi chúng ta vẫn tập trung ngân hàng trong đạt ha rồi anh chị có thể chia ra để chúng ta giải ngân thì sẽ hợp lý hơn và rất vui mừng khi này thị trường đang trở lại 1250 trong nghi ngờ ha và đúng kịch bản chúng ta là hồ chữ V luôn mà không thủng ngày 2. Khi mà thị trường đang ở cái ngày 18 19 các bạn đó rồi, khả năng thủng ngày 2 rất là thấp. Chỉ có 10 đến 20% thôi và khả năng hồi phục lên ngày 250 rất là cao, thậm chí có thể lên tới 60%. Lúc này đây thì thị trường đã đóng cửa ngày 250 ngày tháng 1 luôn, đúng kỳ vọng đạt và xác suất này đã xảy ra 100% nha, chúng ta sẽ xác suất. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá lại cái khả năng kịch bản lên ngày 270, ngày 280 thậm chí vượt ngày 300, nó thể rơi vào khoảng chừng 60 70% ha. Đúng rồi trong lúc này đây thì chúng ta đã hoàn toàn vui vẻ nha đặc biệt là những chị em nào đang cầm hàng còn nói với anh chị em đang cầm tiền thì sao chúng ta hoàn toàn có thể giải ngân tiếp trong giai đoạn này tại vì sao xác nhận là vượt kinh giảm rồi chúng ta với tỷ trọng vượt phải chúng ta giải ngân từ từ thăm dò ha đặc biệt là em đang nghĩ chúng ta sẽ tập trung ưu tiên CG CG vùng giá 35 hiện nay 36 cũng không phải là vùng cao đâu chúng ta sẽ có định giá khoảng 40 trong trung hạn nha và định giá hạn có thể lên tới 45 52 tương tự với Ban cũng có định giá khoảng 40 trong trung hạn nha Ban chúng ta sẽ có định VIP hay tiền phong banh hay là bia banh nó sẽ định giá khoảng chừng 15-20% anh chỉ có tính tới điểm như này chúng ta cộng thêm 15% chính là cái target tiếp theo của nhóm hàng này thêm bút value của nó còn rất là rẻ ha à, đa, đa phần nhóm phiếu này em đạt thấy là bút value nó còn dưới 1.3 thôi à, và hiện nay trung bình ngành nó đang là 1.5 thêm nay thì cái tăng trưởng lợi nhuận của nó cũng như tăng trưởng tín dụng năm 2024 dự kiến là toàn ngành sẽ đạt khoảng chừng 14-15% và 2025 tiếp tục là cao hơn bằng hoa năm thì chúng ta hoàn wow, toàn tin tưởng nhóm ngân hàng này sẽ tiếp tục dẫn sống à rồi đó những cái góc nhìn mình muốn gửi đến cho mọi người rất là nhanh rồi à, lát nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết về đánh giá các nhóm ngành ngân hàng ha đấy nếu mình dùng thêm nè rồi sửa đổi quan trọng về tỷ lệ an toàn vốn này áp dụng Basel co 23 ha rồi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cuối năm ha những thông tin này rồi vì bằng hiện nay thì chị thấy là lợi nhuận của nó đang đạt tăng trưởng 6 bao, 6 7 phần trăm kỳ nè. Đó, FE bắt đầu có lợi nhuận trong quý 3 tới 300 tỷ đồng mà quá tuyệt vời ha. HD Sài Gòn nói chung là tất cả những bên chỗ bay tiêu dùng cũng khá là tốt ha. Rồi, hiện nay chúng ta đánh giá lại những cái của đồng ngoại nè, nói chung nên nước ngoài cũng đang chứng lại đà bán rồng rồi và đang mua rồng rất là mạnh ha. Đặc biệt tập trung những cổ phiếu FPT với thông tin liên quan tới việc vận hành thêm À, dự án AI hợp tác với có thể đóng góp là đó khoảng chừng uh, mấy chục triệu đô la ha khoảng ba năm phần trăm cái lợi nhuận trong thời gian tới trong game rất là mạnh Một khi lúc này đây thì khối ngoại họ đang đánh hơi được điều này bạn ta mua rồng rất là mạnh ha rồi ok nó chuẩn lại cái uh, đà bán rồng rồi thông tin doanh nghiệp này sẽ phân tích cho mọi người sau cái buổi là chim cuối tuần anh chị em nhớ đón, đón theo dõi nha rồi xin cảm ơn cả nhà rồi chị thấy hôm nay sắc xanh đang quay trở lại rất là nhiều đặc biệt có sự lan tỏa dòng tiền đó thì ngân hàng OCB cổ phiếu yếu trên nhóm ngân hàng cũng đang quay trở lại nhưng mà chúng ta vẫn tập trung CTG trong đẹp CTG chị không tăng rất là mạnh ha. ở tăng này là quay trở lại một ba sáu không chúng ta đã à, sau khi test đỉnh nha thì không test đỉnh nó quay trở lại rất là gần như hồi chữ V luôn đây là một trong chỉ báo của thị trường ha đóng cửa gần như cao nhất phiên và luôn luôn chị thấy khối ngoại đang mua đồng CTG rất là khủng khiếp một cái nữa là gì chị thấy là này cái Dow Jones vẫn tiếp tục tăng cũng như là cái đô la sức mạnh đô la bắt đầu xíu đó nha coi như lúc chậm cho là bảy này về trăm đến năm rồi và cái uh, tỷ giá chúng ta đang ở cũng không phải tăng mạnh 25.300 mấy thôi và crypto cũng đang thôi chị không bitcoin đang up trend rất là mạnh ha và ta đang trong chu kỳ bơm tiền thôi những phiếu khác như là trong nhóm bitfor như bidv này cũng đang hồi phục đi lên tốt với tết cung như vậy đồng loạt tết cung thấy không đóng cửa cao nhất phiên khả năng lên tới vùng 48 hoặc thậm chí 50 trong thời gian tới. Rồi chúng ta tiếp theo là cổ phiếu STB trong phiên rung lắc rất mạnh nhưng mà cuối phiên cũng có một nến tích cung đây mà thấy không? Đóng nến rất là đẹp và cổ phiếu này nó trên đường nó phục lên vùng 36 thậm chí là target chúng ta là vào 40 trong thời gian tới nha. Đặc biệt là chúng ta sẽ vượt vùng giá 36 chúng ta sẽ có điểm gia tăng cũng như thị trường khả năng sẽ vượt vùng 280 trong thời gian tới và đặc biệt thì thấy không? Cổ phiếu vịt công nghệ cũng đang sống rất mạnh nha, Vietbot này, ban nhé, Vibank đang có một nến tích cung ha, Vibank nến tích cung và đang đồng chuẩn bị tăng lên nữa các bạn nè vi banh đặt thấy cũng đang chú ý rất đẹp nè rồi thì có thể tham gia vi banh rình an toàn nha vùng giá 19 95 rồi tiếp theo là cổ phiếu vip VB này cũng đang trở lại một đà tăng bên mẫu rất mạnh mẽ nha các nhà chị thấy khối lượng khối lượng bắt đầu gia tăng trở lại ha và nó sẽ sớm vừa vùng giá 19 5 20 thôi để lên những vùng đỉnh cao hơn chỉ là vùng hai ta coi đỉnh trung hạn đó nha có thể lên vùng hai nha các nhà và VIP. VVIP cũng rất tốt nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên CTG hơn nha. Rồi CTG trong cổ phiếu rất tuyệt vời tăng trưởng quý 3 nó quá khủng khiếp luôn cả nha. Cho mọi người coi được cái cây nước ngoài ha, nước ngoài là trở lại mua rồng uh, khoảng chừng một tuần rồi FPT vẫn mua rồng rất là mạnh ha. Rồi. Tự doanh, tự doanh thì đang đồng nhẹ ha. Nói chung nước ngoài cũng cũng đang một trong những Rồi chúng ta coi thử CTG nè. Anh chị hãy nhìn thống kê là thống kê đang nước ngoài mua rồng rất là nhiều ha. Đó rất khủng khiếp luôn, quá tuyệt vời. Và tăng trưởng quý 3 mà không? nó tăng khoảng chừng 35% ngoài ra thì có một cổ phiếu mà thấy cũng rất là hay chính là cổ phiếu Ores nè. này đang ở tết đáy sau đó nó đi lên tiếp nè. Chị Thông, tăng trưởng quý 3 hơn 100%. Quý 2 cũng hơn trăm trăm luôn, quý 1 thì tăng trưởng nhẹ hơn. Đó, so với cùng kỳ năm ngoái thì nay tăng trưởng mỗi quý hơn trăm hơn 100 tỷ nha, cho nên chị Thông khá là đáng tiếc khi cổ phiếu này à, mà nhưng mà đây chính là cơ hội nha chị Thông, tăng trưởng lợi nhuận gần trăm trăm nghĩa là mấy năm trước thì khoảng chừng 50, 70, 60 tỷ thôi, hiện nay cũng lên hơn trăm tỷ nha Còn như tăng gấp đôi rồi, trung bình ra 4 quý nha Nhưng mà cổ phiếu vẫn chưa vượt cái đỉnh 15 nha Và hôm nay cái vùng khoảng chừng 13, 14, chính là cái vùng gom hàng rất là tốt Và thật ra chúng ta sẽ quay trở lại đỉnh cũ rồi Chính là cái đỉnh cũ đó, ít nhất là lên 16 và xa hơn như là 18, 20 Vậy không? Về mặt định giá của cổ phiếu thì B nó còn có khoảng ORED nè B nó khoảng 12 rồi nha, so với những nhóm ngành khác như HCM chị thấy không? B, B nó tới 20 ha rồi kể cả cổ phiếu VCI, VCI thì quá yếu rồi VCI quá yếu chúng ta cũng không có cho mua VCI cũng 23 nha, cho nên đánh giá của cổ phiếu uh, OREC cũng đang rất tốt SI SA sao SA chúng ta thấy định giá nó khoảng chừng 16 nha cho nên là cổ phiếu uh, OREC hoàn toàn có mức định giá 16 trong tăng trưởng này thì sắp tới thì cái B nó sẽ giảm xuống rất nhanh thôi và trong cổ phiếu rất tốt chúng ta đầu tư trong trung hạn được nha rồi nó như khoảng như thôi còn bất động sản chúng ta sẽ có cổ phiếu nước xanh nước xanh chúng ta đã mua gom 16, 16.4 này. Rồi anh này tiếp tục mua gia tăng mấy 17 thì cổ phiếu này sẽ có những định giá cũng như mô hình tam giác rất là tốt nha. Sẽ dự kiến là sẽ lên được cái vùng khoảng chừng 20 trong thời gian tới. Anh chị hoàn toàn có thể có những lợi nhuận khoảng 15 20 trăm Giờ tập trung những phiếu này cho em đạt nha. Rồi đó những góc nhìn và trở lại một xíu về thị trường. À, chúng ta thấy là viên đó chúng ta vẫn đang trên nửa trend hồi chủ về rất tốt nha. Kịch bản chúng ta đã hồi lên 100% là đã hoàn hoàn thành 1250 rồi. Cái này chúng ta bỏ qua nha. Trước đây khoảng 60% đã hoàn thành chúng ta sẽ công nhận là 100%. Và hôm nay cái kịch bản mà 30% chúng ta trước khi em đạt thị trường chưa test 1.200 thì em đặt nó là kịch bản hồi lên 1.270 thậm chí test lại đến cổ hồ chiếu V nó tới xác suất 30% nha sau khi uh, vượt qua 1.250 rồi thì xác suất này nó lên tới 60 70% ha và kịch bản hiện nay kịch bản thủng như 1, 200 gần như chỉ còn khoảng 10% thôi nha cũng không có kịch bản này đâu và khả năng là sẽ tiếp tục hồi phục trong thời gian tới anh chị cầm tiền chúng ta hãy tập trung mua đi chứ đừng có chờ nguyên nói đà thì đó thì cái biên độ là những chúng ta sẽ không còn nhiều đâu ha à, nói chung là đầu tháng 12 mà còn rung lắc hoặc lên lên xình, xình khoảng chừng không vượt qua 260 á tiềm tàng Đây chính là điểm mua tốt nha. Rồi, nói chung là chúng ta đang trở lại vùng trên mà 20 rồi. À, trên đây này chính là vùng 235. Mùa 1240 chính là hỗ trợ của thị trường nếu rung lắc lại đây chính là điểm mua gom rất là đẹp và đối với chị tư đang cầm hàng, đặc biệt là nhóm hàng chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi. Rồi anh chị thấy những cổ phiếu như Masan cũng đang hồi phục tốt nè. Đó, đánh dấu sự trở lại của nhóm trụ uh, chủ như Hòa Phát cũng đang hồi phục lên rất là tuyệt vời ha. Thì Hòa Phát này nó trên đường lên cái vùng 27 trở lại thôi và hòa phát cũng đang rất rất là nhiều game như là đường sắt cao tốc đó dự án này hơn 65 tỷ đô la ha hiện nay ông long chủ tịch đã đi qua với đội ngũ của mình đang đi qua châu âu để mà học hỏi công nghệ rồi hy vọng hòa phát sẽ trúng cái dự án này ha và làm cung cấp đường, cái đây đường sắt cho đường tiếng đường sắt cao tốc bắc nam ha rồi đó những góc nhìn chúng ta và lúc này đây thì chị tập trung giải ngân giam đàn nha cả nhà và thậm chí sau, xuống giúp tới khi mà vượt một nghìn ba trăm á thì thị trường hoàn toàn có thể lên mùng ngày 366 nha hoặc chỉ là ngày 470 đó những cái Fibonacci tiếp theo của thị trường rồi chúc mừng chị thành công nha em đang muốn gửi gắm cho mọi người và tập trung cho em đạt CTG rồi STB VIP Techcombank Tibank và VBank ha rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều hai cả nhà chúc mừng thành công nha đừng quên em đạt nếu chúng ta có những lời tốt của nhà ha và em đạt sẽ hỗ trợ người cơ cấu như một một cách tốt nhất nha khi thị trường lên như vậy thì không phải có khiến nào tăng mạnh đâu tập trung ngân hàng trong đạt nha rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều